thì khi mà khai báo là thông qua tài khoản Ilia. Đối với là biến trong cái SQL thì nó có hai cái điểm đặc biệt đáng lưu ý. Thứ nhất, nó chỉ có khái niệm là biến cục bộ, chứ không có khái niệm là biến toàn cục. Nhắc lại ha, chỉ có khái niệm là biến cục bộ thôi, chứ không có khái niệm là biến toàn cục. Lưu ý thứ hai là để khai báo biến thì bắt buộc chúng ta phải đặt dấu gạch sai trước khi biến. Rất là nhanh ví dụ ở dưới ha. Chúng ta khai báo biến có tên là EMA name, EMA name, EMA salary. Nhưng mà chúng ta quan sát bắt buộc chúng ta phải có dấu gạch sai phía trước. Còn cũng giống như là những ngôn ngữ lập trình khác, biến thì phải có kiểu. Do vậy là tất cả mọi cái kiểu dữ liệu mà ta dùng để khai báo thuộc tính, khi chúng ta tạo lập bảng, thì chúng ta đều được phép ta sử dụng khi khai báo biến. Và cũng tương tự những ngôn ngữ lập trình khác, khai báo biến thì chúng ta có thể ta kết hợp kèm theo là cái việc chúng ta khởi động giá trị ban đầu cho biến thông qua cái phép gắn bảng. Chúng ta chạy thử một vài ví dụ nhỏ nhỏ để chúng ta dễ hình dung ha. Em tìm thấy phần Sort Introduction to SQL của mình. Cái câu lệnh là delay, chúng ta khai báo một vài biến. Sau đó, thông qua lệnh set, thì chúng ta có thể là gán giá trị lại cho biến. Nghĩa là ngoài cái việc làm ta khởi động giá trị ban đầu, phải làm ta dùng lệnh set để ta gán lại giá trị cho biến. Cuối cùng là để in thử nội dung của biến ra xem thì có thể ta dùng lệnh string. Thì chọn không xong thì nhấn F5 ha. Kết quả thì ra nội dung của biến EMB name, nội dung của biến EMB sao đây. Cái vấn đề thứ hai, vấn đề thứ hai liên quan tới việc là gán giá trị cho biến. Thì như vừa rồi chúng ta thấy, có thể là hoặc là chúng ta dùng lệnh set. Hoặc chúng ta có thể là dùng lệnh select. Tuy nhiên là khi lập trình trong cơ sở dữ liệu thì thông thường chúng ta lại muốn thực thi cái công việc này. Chúng ta muốn là đọc dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đọc lên. Biến thì bản chất nó là một vùng nhớ được đặt tên. Cho vậy là sau khi giả sử thầy có cái biến về, thì muốn là gán cái giá trị của biến về bằng cách là đọc được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu đọc lên rồi mới gán cho biến về. Vì vậy là bây giờ thay vì là dùng lệnh set thì bắt buộc trong trường hợp này chúng ta phải dùng lệnh select. Các bạn, các em quan sát ví dụ dưới. Bây giờ nếu thầy bỏ đi cái phép gán này, bỏ đi phép gán này. Còn sao thấy màn hình ở bộ wide map? Thấy thầy. Đây là nếu ta bỏ đi phép gán, thì cái câu lệnh select này nó trở thành câu lệnh select thông thường. Nghĩa là chúng ta đang muốn đọc thông tin về tên, về mức lương của cái người nhân viên có tên là Mai Duy An. Sau khi đọc được tên, đọc được mức lương này, thì chúng ta mới làm được đăng gán cho biến EMB salary, gán cho biến EMB name. Yeah. Như vậy là EMB name và EMB salary thì chính là giá trị của cái thuộc tính tên, giá trị của thuộc tính mức lương. Yeah. Ta chạy thử ha. Muốn chạy thì bởi vì là chúng ta truy xuất cơ sở liệu, do vậy việc đầu tiên là chúng ta phải khai báo view cái database mà ta đang sử dụng, đang quan tâm nhé. Bây giờ view database FH Company ha. Làm. Chúng ta khai báo hai biến ha. EMB name, EMB salary. Sau đó dùng lệnh select đọc thông tin của Mai Duy An, cụ thể là đọc tên với mức lương rồi gắn cho hai biến đó. Cuối cùng ta in ra.
Thì chọn xong thì nhấn F5 ha. Kết quả thì in ra là tên của cái người đó là Mai Duy An và mức lương là 30.000. Có nghĩa là chúng ta đạt được cái mục tiêu, mục đích là đọc được dữ liệu từ cơ sở liệu. Đọc xong này, chúng ta mới đặt vào lên biến. Bởi vì là khi chúng ta lập trình thì đương nhiên là chúng ta phải thao tác trên memory. Đó là cái cách làm nhất. Cách làm thứ hai, bây giờ thay vì là dùng lệnh select thì có thể chúng ta dùng lệnh update. Lệnh update thì chúng ta quan tâm tới cái mệnh đề set. Set có nghĩa là gán, mà phép gán thì bao giờ phải là từ bên phải gán qua bên trái, đúng không? Gán từ bên phải qua bên trái. Bên phải ấy, thì là im bên em, bên trái là cái biến im bên em, quan sát kỹ ha. Bên phải là thuộc tính là im bên em, bên trái ấy, là biến im bên em, có dấu sai à? Vậy là cái câu lệnh này làm động tác là đầu tiên truy xuất vào trong JSON im đây. Cụ thể là truy xuất cái nhân viên có tên là Mai Duy An, tức là đọc ra được tên của người này, đọc ra được mức lương của người này, và lấy hai cái thông tin đó gán cho hai biến tên và mức lương. Ha, ta chạy thử ha. Thế là chúng ta chọn bắt đầu là từ phần khai báo biến. Dùng cách thứ nhất là thông qua lệnh select, dùng cách thứ hai là thông qua lệnh update. Thì chọn xong thì nhấn F5 ha. Kết quả thì chúng ta thấy là nó kết xuất ra là y chang nhau, thì chứng tỏ là chúng ta vẫn có thể thực thi được việc gán biến ấy, thông qua lệnh update. Tuy nhiên là trong hai cách này thì cái cách thức mà dùng lệnh select ấy, thì nó tự nhiên hơn là so với update. Ngoài ra, ngoài việc gán giá trị cho biến thì đối với biến thì như vừa chúng ta biết, có thể là chúng ta tạm thời chúng ta dùng lệnh fling hoặc cũng có thể chúng ta dùng lệnh select để chúng ta kết xuất nội dung của biến ra màn hình. Và cuối cùng là đối với biến thì cũng giống như là những ngôn ngữ lập trình khác á, đôi khi chúng ta cần thiết là chúng ta phải làm động tác là ép kiểu hay là chuyển kiểu. Thì ta quan sát nhanh ví dụ. Ở đây là chúng ta khai báo cái biến im bên em có kiểu là kiểu decimal, có nghĩa là kiểu số. Đó này ha, biến im bên em là kiểu số. Trong khi chúng ta có chuỗi, im bên em, im bên em là kiểu chuỗi, im bên sorry là kiểu số. Vì vậy là bây giờ chúng ta muốn làm động tác là ta nối chuỗi lại. Chú cộng là có nghĩa là nối chuỗi lại. Thì chúng ta phải chuyển, tạm thời chúng ta chuyển giá trị của im bên em, chúng ta chuyển về va cha này là chuỗi, thì chúng ta mới thực thi được việc, làm ta nối chuỗi. Thì hoặc là chúng ta dùng hàm cát hoặc là chúng ta dùng hàm cận vật. Đó là một vài cái thao tác căn bản đầu tiên có liên quan tới việc lập trình, thì cụ thể là liên quan đến biến. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến lập trình thì thế nào phải tìm hiểu một vài cái cấu trúc điều khiển hay đôi khi còn gọi là cái cấu trúc logic. Thì bất kỳ cái ngôn ngữ lập trình nào cũng vậy, tối thiểu thế nào phải là cung cấp những cấu trúc điều khiển như này. Thứ nhất là cấu trúc gom nhóm, hay đôi khi còn gọi là cấu trúc tuần tự. Vì là khi chúng ta lập trình thì bản chất nó là tuần tự. Để gom nhóm thì giống như là trong C hay trong Java, chúng ta muốn gom nhiều lệnh thành cùng nhóm thì chúng ta bao cái phần những cái lệnh mà ta muốn gom lại, chúng ta bao trong cặp hoặc cả nhọn đấm mở lệnh nhất, lệnh hai. Trong T-SQL thì để gom nhóm thì đơn giản chúng ta thay cái dấu ngoặc nhọn mở bằng begin, dấu ngoặc nhọn đóng là end. Cấu trúc nhất thôi, cấu trúc gom nhóm hay cấu trúc tuần tự.
cái dạng cấu trúc thứ hai gọi là cấu trúc lựa chọn. Cấu trúc lựa chọn hay đôi khi cũng còn gọi là cấu trúc ra nhanh. Cấu trúc lựa chọn thì thường có hai trường hợp này. Trường hợp nhất là chỉ có tối đa hai lựa chọn, là tối đa hai nhánh hay. Thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc IF-EL. Trong T-SQL cũng hỗ trợ trong cấu trúc IF-EL. Và cái trường hợp thứ hai, tại vì là có tối đa hai lựa chọn thì có nhiều hơn hai lựa chọn. Nhiều hơn hai lựa chọn hay là nhiều hơn nhiều nhánh ha. Thì thay vì là dùng if-else á, thì thay vì là dùng nhiều cái if-else lồng nhau, nhiều cái if lồng nhau, thì trong những ngôn ngữ lập trình khác á, thì chúng ta sẽ có là switch case ha. Như vậy là tuy nhiên là trong T-SQL thì không có dùng cái từ khóa là switch case ha, mà lại dùng từ khóa là keyword. Thì lát nữa thầy giải thích cụ thể sau. Đó là cái keyword thì tính là cho giống như là switch case. Cái dạng cấu trúc thứ ba, ngoài cấu trúc gom nhóm, cấu trúc ra nhánh thì thế nào phải có cấu trúc lặp. Những cái ngôn ngữ lập trình khác á, thì ví dụ là C, Java thì người ta thấy là có thể có lặp while, lặp do while hay là for. Tuy nhiên là trong T-SQL thì chỉ có duy nhất một cấu trúc là lặp while thôi. Vậy theo các em á, nếu như mà chỉ cung cấp một cấu trúc lặp while thì đủ để lập trình không? Đúng không? Alo, lắm nghe rõ Nghe. không? Từ cái cấu trúc là lặp do while hay là lặp for, chúng ta có biến đổi về cấu trúc lặp while được không? Được không? Có phải hoàn toàn được đúng không? Từ thay vì là dùng do while, thay vì dùng for thì rõ ràng chúng ta vẫn có thể làm ta biến đổi về lặp while được. Như vậy là chỉ cần là một cấu trúc lặp while thì vẫn có thể đủ để ra lập trình. Cái cấu trúc cuối cùng là cấu trúc xử lý lỗi. Thầy đặt cái câu hỏi nha. Trong ngôn ngữ lập trình C á, trong ngôn ngữ lập trình C nó có cấu trúc xử lý lỗi không? Hình như là không thầy. Chắc chắn không chứ, làm gì mà như vậy. Là bây giờ Thầy nếu nếu như muốn xử lý lỗi giờ làm sao? bắt nhập lại này. Nói là sao? Nói rõ À, em. cái C là mình xử lý lỗi là bằng cách là bắt người người dùng nhập lại. Như vậy là nhìn là về mặt logic tổng quát á, muốn xử lý lỗi thì bây giờ làm sao để xử lý? Tổng quát á, nếu giờ không có cấu trúc xử lý lỗi á, thì tổng quát về mặt logic á, có phải là chỉ có cách như này không? Kiểm tra xong đây. Nếu như là có lỗi xảy ra thì mới làm được bắt xử lý. Ra xong là nếu có lỗi xảy ra không? Nếu như có thì mới làm được bắt xử lý. Còn không thôi. Không? Như vậy là trong T-SQL thì cung cấp cho chúng ta cái hàm có tên là hàm error. Thông qua cái việc chúng ta gọi cái hàm error này, thì nếu như mà cái câu lệnh thực thi sau cùng, thực thế này ha, nếu mà cái câu lệnh thực thi sau cùng mà sinh lỗi thì khi này là kết quả của hàm error nó sẽ trả về giá trị khác không. Nha. Nghĩa là nếu mà giá trị của hàm error mà trả về giá trị là khác zero thì đồng nghĩa với việc là có lỗi xảy ra. Thì chúng ta sẽ làm tất cả sẽ xử lý. Còn ngược lại, nếu như là câu lệnh thực thi sau cùng mà không có lỗi xảy ra thì kết quả của hàm error trả về giá trị bằng không. Thì khi này là ta khỏi xử lý. Nha.
Ngoài cái cấu trúc xử lý lỗi ấy, là bằng cách chúng ta phải kiểm chứng, kiểm tra xem có lỗi xảy ra không. Thì ở trong công ty SQL cũng cung cấp cho chúng ta cái cơ chế xử lý lỗi giống như là cơ chế xử lý của Java. Có nghĩa là thông qua try và catch. Học cái môn RO192 tới thời điểm này thì chắc chắn là thế nào phải học qua cái phần có liên quan đến exception handling này, đúng không? Rồi. Đúng không? Như vậy là cũng là tương tự là cho chúng ta dùng cấu trúc tương tự giống như là Java. Có nghĩa là chúng ta cũng được phép chúng ta dùng try catch. Thì ta tìm hiểu tuần tự một vài tuần tự cái nhá, thông qua một vài ví dụ nhé. Cấu trúc gom nhóm dễ thì dễ hiểu này. Khi mà có nhiều lệnh thì chúng ta sẽ gom những cái phần lệnh trong khối beginning. Tới phần cái là liên quan đến cấu trúc lựa chọn. Thì đầu tiên ta xét ví dụ trước là chúng ta dùng theo dạng là tối đa chỉ có hai lựa chọn hay là if else. Thì thầy minh họa thông qua ví dụ đơn giản nhé. Giả sử như là công ty người ta đặt ra một cái luật khen thưởng thưởng cuối năm ấy, là tùy thuộc vào tổng số giờ làm, tổng số giờ khi tham gia dự án. Người ta đặt ra luật này, nếu như là tổng số giờ khi mà tham gia dự án ấy, nhiều hơn 300 giờ, lớn hơn 300 thì thưởng cho 1.000, còn nếu ngược lại nhỏ hơn hay bằng 300 thì chỉ thưởng 500 thôi. Như vậy ta sẽ xét nhanh ví dụ nhỉ. Bỏ qua cái phép gán, cái câu lệnh ở select, mục tiêu của lệnh select này là đi thống kê xem đây, cái người nhân viên có cái mã số thì đọc ba số đuôi nha. Cái người nhân viên có cái mã số là 027 á, làm tổng cộng bao nhiêu giờ? Được không? Cái câu lệnh ở select là làm tức là đi thống kê xong rồi là cái người nhân viên có mã số 027 xong rồi là làm tổng cộng bao nhiêu giờ bằng cách làm ta truy cập vào bên trong cái reason của con. Biết được số giờ làm này thì mới gán cho biến của how. Như vậy là đương nhiên là ta phải khai báo biến trên. Bất kể luật của công ty áp dụng là nếu như mà tổng số giờ làm nhiều hơn 300 giờ thì thưởng cho 1.000. Như vậy chúng ta khai báo cái biến bonus, chúng ta gắn bonus là 1.000, còn ngược lại thì chúng ta gắn bonus 500 thôi. Cuối cùng chúng ta in ra để chúng ta xem kết quả của giá trị thưởng này. Chúng ta chạy thử ha. Khai báo hai biến đi thống kê xem là cái nhân viên là có mã số 027 làm bao nhiêu giờ. Ok, tùy thuộc vào làm nhiều hơn hay ít hơn 300 giờ thì có bonus đi kèm và cuối cùng in ra bonus. Kết quả in ra là 500. Thì đều là chứng tỏ chắc chắn là cái người này ấy, có tổng số giờ làm là nhỏ hơn hay bằng 300 giờ. Đó là cái trường hợp thứ nhất, làm ta xét cái trường hợp là nhiều nhất là hai lựa chọn thôi. Thì chúng ta có thể làm ta dùng một cấu trúc của if. Và đương nhiên khi chúng ta lập trình thì vẫn cho phép làm ta lồng nhiều cái if lồng vào nhau. Và đương nhiên vẫn có trường hợp là có if mà không có else. Chúng ta xét qua trường hợp thứ hai. Bây giờ thay vì là chỉ có tối đa hai lựa chọn thì ta xét trường hợp thứ hai là có nhiều hơn hai lựa chọn. Thì những cái ngôn ngữ lập trình khác á, thì đa phần là dùng cái dạng cú pháp suýt kê. Cái ngôn ngữ lập trình khác thì thường sẽ dùng là suýt kê nhỉ ha. Thì biểu diễn lại ha. Đặt vào bên trong một biểu thức. Sau đó là cái trường hợp nhất. Thực thi công việc gì đó. Rồi ha, trường hợp 2, kê trường hợp thứ 3, vân 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 vân. Và cuối cùng thì ta có trường hợp hoặc là L hoặc default. Thì khi mà ta dùng là C hay Java.
Xét về mặt logic khi mà cái biểu thức đặt trong switch nó có giá trị bằng với giá trị nhất thì thực thi phần lệnh nhất này. Vậy thì biểu lại có phải là nó thực thi cái phần kê trường hợp nhất ấy. Có phải là nếu, tại vì theo mình nói nếu thì có thể chúng ta nói lại là khi biểu thức mà đặt ở trên mệnh đề suýt nó có giá trị bằng với cái giá trị nhất, đúng không? Tương tự trường hợp thứ hai thì có phải là tương tự là nó bằng với giá trị hai, tương tự trường hợp thứ n thì bằng với giá trị thứ n, và chỗ này thì tương ứng là những trường hợp còn lại, những trường hợp khác còn lại. Về mặt syntax, về mặt cú pháp ấy, thì trong T-SQL người ta không có dùng ở suýt kê mà ta sẽ dùng này kê, cũng đưa vào một biểu thức. Sau đó là khi cái biểu thức nó bằng cái giá trị thứ nhất, được không? Khi cái biểu thức bằng giá trị thứ hai, được. Khi mà cái biểu thức bằng giá trị thứ n và cho những trường hợp còn lại. Rồi, có cái lưu ý đầu tiên. Thường khi mà ta dùng C với Java thì mỗi một cái kê này là từng trường hợp, thì tương ứng với là từng cái when, when. Cái lưu ý thứ hai nha. Khi chúng ta lập trình trong C hay trong Java thì thông thường cái phần thao tác cho mỗi một trường hợp thì thường là thế nào, chúng ta phải đưa vào một cái lệnh. À, mà một lệnh thì có phải chúng ta hiểu là một công việc không? Một công việc hay là một tác vụ? Bởi vì là khi lập trình thì thường chúng ta quan tâm tới phải làm công việc gì, phải làm tác vụ gì. Nhưng mà tuy nhiên là trong cơ sở dữ liệu thì người ta lại ít quan tâm tới tác vụ hơn. Người ta lại quan tâm nhiều, tức là dữ liệu nhiều hơn. Vì vậy là tương ứng cho mỗi trường hợp này, khi cái biểu thức bằng giá trị nhất thì thay vì là thực thi công việc á, ta đặt mệnh đề đen, và sau đen thì tức là cái giá trị trả về, là cái giá trị trả về ứng với là khi mà biểu thức bằng giá trị số 1. Nó bằng giá trị thứ hai thì ta muốn là trả về một giá trị tương ứng cho trường hợp thứ hai, vân 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 vân, cho trường hợp thứ n. Chúng ta sẽ xét nhanh một ví dụ thì chúng ta dễ hình dung hơn. Alo, lớp nghe rõ không em? Dạ có thầy. Chúng ta sẽ xét nhanh ví dụ ha. Tạm thời đừng có quan tâm tới phép gán này. Thầy bỏ này đi không? Cái biến department number, cái là khi này là người ta set giá trị của biểu thức, trong biểu thức này là chỉ có một cái biến là department number, tức là giống như là switch á. Thì bây giờ thay vì switch là cái nha. Sau đó là khi mà cái biến này bằng với giá trị số 1 thì kết quả chúng ta muốn trả về là cái chuỗi phòng ban số 1, tức là khi mà cái biến này bằng với giá trị thứ hai thì kết quả ta muốn trả về là cái chuỗi phòng ban số 2, và những trường hợp còn lại, nghĩa là nó không là một, nó không không là hai, nó rơi vào những trường hợp còn lại thì chúng ta muốn trả về cái chuỗi là mã phòng ban khác 1 2. Vì vậy có phải là kết quả của cái lệnh kê trong trường hợp này nó chỉ là một trong ba giá trị, hoặc là phòng ban số 1, hoặc phòng ban số 2, hoặc là phòng ban khác 1 2, đúng không? Sau khi có được giá trị này thì chúng ta mới gán cho cái biến str thông qua lệnh set, và cuối cùng chúng ta in nha. Chạy 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 thử ha.
Đầu tiên là sau khi khai báo xong cái biến Department Number, giả sử thầy xét cái giá trị của biến Department Number là bằng 2. Mà nếu là bằng 2 thì khi mà ta chạy, thế nào nó phải rớt vào trường hợp là khi mà depth null là 2. Mà depth null là 2 thì trả về cái chuỗi là phòng ban số 2. Như vậy là khi in ra thì đương nhiên thế nào nó phải in ra là phòng ban số 2. Tức là không? Bây giờ giả sử thầy gán là bằng 20. Khi gán là bằng 20 thì có phải thế nào nó phải rớt vào trường hợp L. Như vậy là kết quả trả về thì chính là cái chuỗi là mã phòng ban 012 thì đặt vào trong biến STR cùng tay nha. Bây giờ thầy đặt câu hỏi nha. Trong C với trong Java, khi mà các em dùng suýt kê thì ứng với mỗi một cái kê thì có cho phép chúng ta đặt cái kê này là một biểu thức logic không? Không. Lớp ba nghe rõ câu hỏi không em? Nghe. Lại ha. Khi mà các em lập trình bằng C hoặc Java thì chắc chắn nó phải có suýt kê, đúng không? Thì ứng với mỗi một cái kê này, có cho phép chúng ta đặt vào một biểu thức logic không? Một biểu thức luận lý không? Dạ không thầy ơi. Nó không cho phép á, là bởi vì có phải là nó ngầm định á, là đi kiểm tra cái biểu thức xem có bằng giá trị nhất không? Phải là ngầm định việc kiểm tra là gì? So sánh bằng không? Thấy không? Ngầm định việc kiểm tra phải là so sánh bằng không? Tuy nhiên là đối với là T-SQL hay là khi mà ta dùng K quen á, thì nó có điểm đặc biệt này. Nếu như là bây giờ thầy bỏ, thầy không có đặt biểu thức đây. Đây ha, thầy bỏ biểu thức này đi, ở đây đi. Thì mỗi một cái quen này có phải trở thành là khi mà cái biểu thức đó bằng giá trị nhất, khi mà cái biểu thức đó bằng giá trị 2, tức là khi mà cái biểu thức đó bằng giá trị thứ n. Cái phép toán này có phải là đây là một cái biểu thức so sánh không? Biểu thức logic không? Nha. Dạ, đúng rồi. Như vậy cái dạng thứ hai này. Cái dạng hai ha. Bây giờ thay vì là kê depth num, bây giờ thầy bỏ depth num đi. Bỏ chứ bỏ depth num ở phần kê đi thì when chỗ này phải là khi mà depth num là bằng một, cái depth num bằng hai và L. Vậy là nếu như chúng ta chạy lại ha thì gán lại depth num là hai, depth num là hai thì đương nhiên thế nào nó phải rớt vào trường hợp when depth num bằng hai. Kết quả ra là đương nhiên là cái chuỗi là phòng ban số 2. Tuy nhiên là tổng quát hơn nữa, ở cái phần mệnh đề quen này thì không phải là lúc nào chúng ta cũng chỉ được phép chúng ta đưa vào phép toán toán so sánh bằng, mà chúng ta có thể là chúng ta đưa vào bất kỳ một cái biểu thức logic nào, nghĩa là có thể là so sánh lớn hơn, nhỏ hơn rồi khác, rồi vẫn có thể là chúng ta đưa vào những cái toán tử AND với OR để chúng ta hình thành ra một cái biểu thức logic. Thì ta sẽ tiếp tới ví dụ thứ hai này. Ê, thì nhớ là ta bỏ biểu thức đi. À, mà bỏ bỏ biểu thức đi thì mỗi một cái quen chúng ta được phép ta đặt vào một cái biểu thức logic. À, tức là quen 2 chúng ta được phép ta đặt vào biểu thức logic. Vậy là trong trường hợp này nếu người ta gán department number là 1 thì department number là 1 thì có phải là nó thỏa cái biểu thức thứ nhất không? Bây giờ là trong trường hợp này kết quả thì đương nhiên nó phải in ra, nó phải trả và trả về cái chuỗi là phòng ban là số 1 hoặc số 2 và in ra là chuỗi đó. Thành ra nhìn lại có phải là cái cấu trúc lựa chọn K-Wen
trong T-SQL thì các em có đồng ý là nó linh hoạt hơn so với SQL. Alo. Các ông em nào hỏi gì hỏi lớn em. Alo. Thầy hỏi lại ha. Cái phần kê quen này còn có điểm mà chưa rõ không? Dạ rõ rồi thầy ạ. Đây là tổng quát đấy. Thì ở mỗi mệnh đề quen thì cho phép ta đưa vào một cái biểu thức luận lý, chứ không nhất thiết không phải là lúc nào cũng là so sánh bằng. Thì cái điểm đặc biệt so giữa là if else với kê quen ấy, thì kê quen nó có một điểm đặc biệt nhé, nó cho phép chúng ta đặt lòng cái lệnh kê quen vào trong lệnh select. Đây không cho phép ta đặt lòng lệnh kê quen vào bên trong lệnh select. Thì thầy minh họa thông qua ví dụ nhé. Giả sử như là sau này khi mà các em đi làm á, thì thông thường là ngày những ngày mà có liên quan đến phụ nữ, ví dụ là 8 tháng 3, 20 tháng 10, thì đương nhiên là công ty người ta chỉ thưởng cho nữ thôi, người ta không thưởng thưởng cho nam. Và giả sử là cái luật công ty họ thưởng là mỗi nhân viên nữ thì họ thưởng cho 500. Cho vậy là bây giờ để kiểm chứng xem là cái người nhân viên có cái mã số, thì đọc mã số đuôi ha, cái người nhân viên có mã số 004 à, có được thưởng 500 hay là không được thưởng, thì chúng ta đặt lòng cái kê quen vào bên trong lệnh select ha, cụ thể ha, trong lệnh select chúng ta đọc thông tin là về từ nhân viên, từ resend email, cụ thể là đọc cái thông tin của nhân viên 004, sau đó là set giá trị của thùng giới tính. Khi giá trị giới tính là F là nữ thì trả về 500. Ha. Khi là M thì trả về 0. Sau khi xác định được là giá trị trả về hoặc là 500 hoặc 0 rồi thì mới gán cho cái biến là human day bonus. Ha. Và cuối cùng làm tập tắc in ra. Ha. Ta chạy thử ha. Kết quả anh ra là 500. Thì điều này là chứng tỏ là cái người nhân viên có mã số 004 á, thuộc tính giới tính IMB sách á, thì thế nào phải là gì? Female, F. Ha, thì tương tự giống như vừa rồi á, nếu bây giờ thầy để cái kê IMB sách đây, thì mỗi một cái quen thì sẽ là một giá trị hàng. Còn nếu bây giờ giả sử thầy bỏ đây đi, ha, thì mỗi một cái quen thì có phải là một cái biểu thức để so sánh không? Và đương nhiên là kết quả nó phải có cùng kết quả giống như trước thầy. Cái phần lòng cái lệnh kê quen vào lệnh select còn có chỗ là chưa rõ không em? Dạ rõ rồi. Và cũng tương tự như ở những cái ngôn ngữ lập trình khác á, khi chúng ta có switch kê thì đương nhiên cũng cho phép là chúng ta lồng cái switch kê này vào trong switch kê kia. Thì thầy minh họa lại ví dụ khi chúng ta có kê quen thì vẫn cho phép chúng ta lồng cái kê quen này vào trong kê quen kia. Xét ra ví dụ ha. Bây giờ đặt lại giả thiết này là cái cách thưởng của công ty á, thì người ta vẫn chỉ thưởng cho nữ thôi, nhưng mà người ta không có thưởng ngang bằng nhau, cụ thể còn tùy thuộc vào mức lương. Nếu như là cái nhân viên là nữ mà mức lương lớn hơn 50.000 thì mới thưởng cho 500, còn nếu là nhân viên là nữ mà mức lương nhỏ hơn hay bằng 50.000 thì chỉ thưởng cho 100 thôi. Và hẳn nhiên là những ngày mà có liên quan tới phụ nữ thì nam không được thưởng. Nhưng mà chúng ta quan sát có phải là trong cái khối lệnh kê quen
trong cái phần quen thứ nhất, trong trường hợp nhất có phải là nó lồng vào một cái quen thứ hai không? Ok, quen trường hợp nhất, trường hợp thứ hai, đối với trường hợp thứ nhất thì nó lại lồng vào một cái quen thứ hai. Ha, ta chờ chờ thử không? Rồi, xin lỗi chút không? Có phải vậy? Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chờ 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 chờ. Alo. Lớp chờ chờ thầy khoảng 3 phút nha.
Alo. Lớp 3 nghe là rõ xem. Alo. Nghe rồi. Dạ nghe rồi. Quay lại ha. Thì các bạn thấy là trong cái kê quen lớn ở ngoài cái có hai trường hợp, quen nhất, quen hai. Đó là trường hợp nhất thì nó lồng vào cái kê quen ở phía bên chồng. Các em dành ra một phút các em viết lại cái câu lệnh này. Thay vì là dùng hai cái kê quen thì bây giờ nếu như là dùng một kê quen thì ta viết lại như nào? Thì nó này không, thay vì là dùng hai cây quen ấy, thì bây giờ nếu như là cho phép là dùng một cây quen thôi thì ta viết lại cái lệnh như thế nào? Viết ra lại thì có phải đơn giản như này không? Khi mà thỏa được cái nhất và khi mà thỏa luôn được cái hai là mức lương lớn hơn 5.000 thì mới được hưởng 500. Đây biểu như lại có phải là khi thỏa được cái nhất giới tính là nữ, đồng thời thỏa luôn được cái hai thì mức thưởng mới là 500. Còn nếu như là chỉ thỏa được cái thứ nhất mà không thỏa được cái thứ hai, không thỏa được cái thứ hai thì có phải là nghĩa là ngược lại với cái trường hợp trên không? Thỏa được cái nhất và mức lương nhỏ hơn hay bằng giờ chỉ thưởng cho 100 thôi. Bé hơn 50.000 thôi. 50.000 thì chỉ thưởng cho 100 thôi. Và đương nhiên là liên kết lại là thỏa được thứ nhất và thỏa được thứ hai. Cuối cùng à, nếu như là giới tính là nam thì mức thưởng gì đâu? Được không? Để tóm lại có phải là khi người ta dùng kê quen á, mà so với là ngôn ngữ lập trình khác á, so với là suy kê thì có phải là kê quen thì linh hoạt không? Nó cho phép là ta đặt vào một cái biểu thức logic. Biểu thức này là như nào của chúng ta? Trả lại kết quả đương nhiên nó phải ra cùng kết quả giống như trên. Ta sẽ chuyển sang cái cấu trúc kế liên quan cấu trúc lập. Cấu trúc lập thì trong T-SQL thì chỉ có duy nhất một cấu trúc lập while thôi. Mà cấu trúc lập while thì ta biết là đương nhiên là bao giờ phải là làm tức là kiểm tra điều kiện trước, thỏa điều kiện rồi thì mới thực thi nội dung của lệnh lập. Và sẵn nhanh ví dụ nghe. Ê, thầy hỏi ngược lại. Theo các em là cái đoạn lệnh này thì mục tiêu cuối cùng của đoạn lệnh này là để tính toán gì? Tính dài thừa. Chính xác á, có phải là mục tiêu là cũng là đi tính dài thừa của N nào không? Không, đi tính dài thừa của N nào. Cụ thể ở đây là N chúng ta gán là bằng 5. Thì dài thừa của 5 thì sẽ là bằng 1 nhân 2 nhân 3 nhân 4 nhân 5. Phép nhân thì đương nhiên là nó có tính vô hạn thì nó cũng là 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Thầy chọn xong rồi F5 ha.
Ta qua cái cấu trúc cái ha, liên quan đến là cấu trúc xử lý lỗi. Thì cấu trúc xử lý lỗi thì có cái dạng xử lý lỗi thứ nhất là thông qua cái hàm error. Thông qua hàm error thì cho chúng ta biết được là trạng thái của cái lệnh thực thi sau cùng là có lỗi hay không có lỗi. Nếu khi có lỗi thì cái hàm error này nó sẽ trả về giá trị là khác không. À, thì chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ lấy. Ha. Thì hôm trước trong cái phần chương 6 thì chúng ta có đề cập tới cái khái niệm, cũng như là trong chương 2, trong chương 1 thì chúng ta có đề cập tới khái niệm là trang sắc xanh. Thì buổi nay thì thầy quay lại thì thích rõ là trang sắc xanh là gì. Ở trên sắc xanh hay là dịch tiếng Việt thì người ta dịch gọi giao tác. Để mà hiểu cái khái niệm chen sắc xanh hay giao tác thì thầy lấy thông qua một ví dụ này. À, thì là bây giờ chúng ta cần phải thực thi cái công việc là chuyển tên. Ví dụ như là thực thi công việc là chuyển một triệu từ tài khoản A sang tài khoản B. Cái này không? Giả sử chúng ta cần phải thực thi công việc là chuyển tiền, cụ thể là chuyển 1 triệu từ tài khoản A sang tài khoản B. Vậy là theo em là muốn là chuyển tiền từ tài khoản A và sang B ấy, chuyển 1 triệu thì về mặt logic á thì chúng ta sẽ thực thi những tác vụ nào, thực thi những công việc gì? Xét cái A xem có 1 triệu không thầy, xong rồi mới thực hiện là thao tác chuyển. Thì cụ thể là thao tác chuyển thì ta thực thi công việc gì em? Dạ lấy của A xong rồi chuyển qua B thầy. Lấy của A. Lấy của A xong rồi chuyển qua B. Lấy của A xong rồi chuyển qua B thì bạn có phải là gán A. Bất đi kẹo đúng không? Bất đi kẹo. Chuyển qua cho B. Phải là phải tăng B lên kẹo không? Dạ đúng rồi. Được không? Hoặc ngược lại, B tăng B trước. À, rồi giảm A sau. Thấy không? Cái là hoặc này hoặc kia. Ha? Hoặc là tăng A, hoặc là giảm A trước, tăng B sau, hoặc là tăng B trước, giảm A sau. À. Bây giờ nếu chúng ta nhìn, chúng ta xét theo cái câu lệnh... vấn mà ta đã học đã tìm hiểu á, gán lại A gán lại B thì bản chất có phải là lệnh update không? Update cái bảng á, chứa thông tin liên quan đến tài khoản, không? Cập nhật cái bảng chứa thông tin liên quan đến tài khoản bằng cách là set lại, set B gắn bằng B cộng với B gắn bằng B cộng với triệu, thế được không? Đặt cái bảng có chứa thông tin liên quan tài khoản, cập nhật lại A, xét lại A bằng A bất đi triệu. Thấy không? Để chúng ta hình dung tình huống nhỉ? Giả sử thực thi cái lệnh này thành công. À, nhưng mà là chưa kịp thực thi cái lệnh thứ hai này. Chưa kịp thực thi lệnh thứ hai này. Thì vì một cái nguyên do nào đó là bây giờ cái hệ thống nó sinh lỗi. Đến tới là hệ thống bây giờ nó rát, nó sụp. Nghĩa là cái lệnh thứ hai giả sử vì một nguyên do đó là chưa thực thi được thành công. Thì theo các em là nếu như mà trong tình huống này ấy, mà không có bất cứ một cái ứng xử nào thì theo các em liệu chừng là về mặt logic thì có chính xác có hoàn tất cái công việc chuyển thể tên không? Thế không này. Như vậy là trong trường hợp này thì bây giờ phải làm gì? À, phải trừ B lại 1 triệu. Phải trừ B lại 1 triệu. Khi mà nói là trừ B lại 1 triệu hay là nói cách khác. Nói lại ha. Thay vì nói là trừ B lại 1 triệu. Mà rõ ràng là bây giờ thống giờ sụp đấy.
hệ thống đâu chạy được, bị lỗi mà. Thì bây giờ thay vì nói là trừ b là một triệu thì nói cái khác, có phải là thầy nói theo cái khác, thầy gỡ bỏ cả mọi tác dụng của những câu lệnh trên. Thì nó có như nhau không? Thay vì là mình nói là bây giờ là tăng b lên chẻo, thì có bạn nói là bây giờ phải trừ bớt b đi b chẻo, thì bây giờ thì nói là gỡ bỏ tác dụng của mọi lệnh trước đó, nghĩa là cái việc mà tăng này gỡ bỏ ra để nhằm mục tiêu là trả trở về cái trạng thái giá trị ban đầu, thì rõ ràng như nhau, được được biết không, đúng không? Về là khi này á, muốn làm được công việc này thì phải có một cái cấu trúc đặc biệt, là phải cho phép là đi gom nhóm nhiều các tác vụ thành một nhóm, nhiều cái công việc thành cùng một nhóm. À, duy nhất một nhóm là phải cho phép là đi gom nhiều cái công việc này, công việc việc này gom thành cùng nhóm. Để giả sử nếu là công việc nhất thành công, công việc thứ hai cũng là thành công, thì lúc này chúng ta mới làm lắp đăng làm xác nhận. Còn nếu như là trong quá trình thực thi, giả sử thực thi công việc thứ nhất thành công nhưng mà thực thi công việc thứ hai không thành công, thì phải gỡ bỏ tác động của mọi cái công việc đã thực thi trước đó. Thì lúc này là cái trạng thái dữ liệu nó mới chính xác, không gì nhất quán được. Như vậy là về thuật ngữ là khi mà mọi công việc thành công và xác nhận, thì xác nhận thì người ta gọi là commit. Còn chỉ cần là một cái công việc nó fail thì bây giờ phải gỡ bỏ đi, gỡ bỏ đi thì thuật ngữ người ta gọi là roll back, tức là phải quay lui trở về trạng thái ban đầu. Và cái công việc này là khi mà gom nhóm này thì chính là cái mà ta đang đề cập, thì chính là giao tác, là phải có cơ chế cho phép là gom nhiều lệnh thành cùng một nhóm, để khi thực thi mọi công việc trong nhóm đó thành công thì người ta xác nhận giao tác. Còn chỉ là một cái công việc sao nó fail thôi, thì phải quay lui trở về trạng thái ban đầu, nghĩa là phải gỡ bỏ tác động của mọi cái lệnh trước đó đã thực thi đi. Ta xét ví dụ cái mà quan sát trong này thì chúng ta thấy là có hai cái lệnh insert. Cái lệnh insert nhất, rồi lệnh insert thứ hai. Cái lệnh insert thứ hai này, cái lệnh insert thứ nhất là chúng ta insert vào cái thêm vào phòng ban, thêm vào phòng ban có mã số 6. Cái lệnh thứ hai này cũng là thêm vào phòng ban và cũng là thêm vào phòng ban có mã số 6. Thì chắc chắn là trong trường hợp này thế nào nó cũng xin lỗi, đúng không? Có phải là cái câu lệnh thứ hai này thế nào cũng xin lỗi không? Các em nào biết được là lỗi là nguyên do vì sao có lỗi không? Đối với câu lệnh thứ hai ấy. Do đếp đâm là khi nên không trùng lắp được. Chính xác á. Bởi vì là chúng ta khai báo đi bọc mân number là right mân key. Và right mân key thì nó là key. Do vậy là sau khi khai báo xong á, thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó tự động nó kiểm chứng. Vì vậy là cái câu lệnh thứ hai thì thế nào cũng xin lỗi. Lỗi cụ thể là lỗi trùng khóa. Do vậy là khi chúng ta gọi hàm error thì giá trị nó trả về sẽ là khác không, thì chúng ta làm chúng ta rollback. Để chạy thì đầu tiên ha, thì mở cái bảng debug ban trước. Trong cái bảng debug ban thì chúng ta quan sát hiện tại là chúng ta đang có 5 dòng ha, một hai bốn năm ứng với 5 phòng ban. Khai báo điểm bắt đầu giao tác thì ta khai báo là begin chain session. Nếu mà cái giao tác này thành công thì ta sẽ commit.
Còn nếu là trong quá trình khi thực thi những công việc này fail ở bất kỳ chỗ nào, nghĩa là chỉ cần có một chỗ fail thôi thì ta phải làm động tác vào rollback. Như vậy là theo các em là nếu mà thầy chạy cái khối lạnh này, đó này ha, nếu mà thầy chạy khối lạnh này, thì theo các em là cuối cùng trong bảng department nó sẽ có mấy dòng? Hiện tại là trong bảng department đang có 5 dòng à. Thì nếu mà chạy cái khối lạnh này thì cuối cùng là trong bảng department sẽ có mấy dòng? Dạ, theo 5 dòng này. Chạy thử ha, F5. Thầy refresh lại ha, cũng 5 dòng. Cái lý do 5 dòng bởi vì có phải là đang có 5 phòng ban từ 1 đến 5. Thêm vào dòng nhất thì không có lỗi. Nhưng mà thêm vào dòng thứ hai, xin lỗi. Lỗi thì làm tác động rollback. Và rollback thì có phải là nó gỡ bỏ tác động của tất cả mọi cái lệnh trước đó ra không? Ha, vì vậy cuối cùng là trong bảng thì một ban cũng chỉ có 5 dòng. Nếu như là thầy bỏ bỏ giao tác, bỏ giao tác thì cũng có nghĩa là phải bỏ rollback và cũng có nghĩa là phải bỏ commit. Đây trở lại thử không, có nghĩa là nếu mà ta không có dùng chúng ta không có dùng khái niệm giao tác F5, không dùng khái niệm giao tác thì đương nhiên là đâu có thể nào rollback được, bởi vì là sau khi chạy xong chúng ta kiểm chứng lại trong bảng để một bên nó sinh ra thêm dòng thứ sáu, đúng không? Đó là cái sự khác biệt là giữa là một cái là ta có dùng giao tác và một cái là ta không dùng giao tác. Thầy xóa cái dòng vừa mới sinh ra trong bảng để băn đi ha, quay trở về với trường hợp giống ban đầu ha. Đặt ra câu hỏi cái thì chúng ta cũng dùng giao tác và chúng ta cũng xử lý lỗi với bằng error. Là xác định nha. Đầu tiên là trong bảng thì một ban vẫn còn 5 dòng. Xóa dòng kia kia ha. Vẫn chỉ có 5 dòng, 1 2 3 4 5 nhá. Bây giờ theo các em là nếu mà chúng ta làm tức là thay vì là thêm phòng ban số 6 thì thêm phòng ban số 5. Rồi sau đó thì mới thêm phòng ban số 6. Để đi kiểm tra lỗi. Đi kiểm tra lỗi. Như vậy là theo em là nếu mà ta chạy khối lệnh này thì cuối cùng trong bảng đi mọc băng có bao nhiêu dòng? Đi mọc băng ha, quan sát có 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta thêm vào phòng ban số 5. Chúng ta thêm vào phòng ban số 6. Các bạn trả lời là 6 dòng thì tại theo tại sao là 6 dòng em? Sau cái error nó kiểm tra cái lỗi cuối cùng đúng không? Chính xác em. Các bạn là tại giờ có 6 dòng. Cái lý do là bởi vì, là hàm error nó chỉ cho biết là cái trạng thái của cái lệnh thực thi sau cùng là có lỗi hay không có lỗi. Đó này không? Cái hàm error là nó chỉ cho biết là cái trạng thái khi mà ta gọi nó thì ứng với là cái lệnh thực thi sau cùng là có lỗi hay không có lỗi. Rồi ban đầu là điểm một ban chỉ có 5 dòng, 1 2 4 5 đúng không? Có 5 dòng. Chúng ta thêm thực thi cái lệnh này thì mặc dù là nó sinh lỗi là trùng khóa. Nhưng mà rõ ràng là chỗ này ở cái địa điểm này chúng ta đâu có kiểm tra đó. Không, thế mà đâu có kiểm tra error chỗ này. Vậy là khi mà thực thi lệnh 2, thực thi lệnh 2 thì rõ ràng là đâu có lỗi. Vì vậy là nếu mà ta kiểm tra error chỗ này thì kết quả trả về là bằng zero. Nha, không có lỗi. Do không có lỗi thì nó làm rất là commit. Bởi vậy là nếu như là xử lý lỗi mà bằng cách là ta dùng error, xử lý lỗi mà bằng cách là ta dùng error
thì thông thường có phải là sau mỗi một tác vụ thì ta phải kiểm tra lại không? Các em nào chưa hiểu nguyên do vì sao là trong trường hợp này ấy, thì trong bảng điểm bóng có 6 dòng không? Alo. Như vậy có phải là nếu giờ là xử lỗi bằng error thì mỗi một tác vụ mà chúng ta thao tác cập nhật ấy, có phải là sau đó đều chúng ta đều phải kiểm tra không? Như vậy là ta có cách xử lỗi thứ hai, thay vì là dùng cách là dùng error thì chúng ta dùng cho phép ta dùng cấu trúc của chai cát. Về mặt cú pháp thì đương nhiên là nó khác cú pháp so với là Java chúng ta đã được học. Nhưng mà tuy nhiên là về mặt logic á, thì nó cũng là tương đồng tương tự. Có nghĩa là chúng ta đặt những cái phần lệnh trong khối chai. Nếu mà những cái lệnh này thực thi thành công. Nếu mà những cái lệnh này thực thi thành công thì điều khiển nó chạy tiếp. Còn nếu là những cái lệnh mà ta đặt trong khối chai này nó sinh ra ngoại lệ, sinh ra exception thì ngay liền lập tức á, nó chuyển điều khiển vào trong khối cát. Chạy ví dụ thứ hai ha. Bây giờ xóa cái dòng mà vừa thêm trong điểm ban đi ha. Bắt đầu giao tác điểm viên trai thêm vào phòng ban số 6, thêm phòng ban số 6 thì nếu mà có lỗi nha, có lỗi thì sẽ là nó phải chuyển điều khiển vào trong khối cát làm đối tượng rollback. Vì vậy là trong trường hợp này chắc chắn là trong bảng điểm bằng nó cũng chỉ có 5 dòng. Ta test cuối này. Vừa rồi có phải là nếu mà ta xử lỗi mà bằng error, nếu mà ta thêm phòng ban số 5, phòng ban số 6 thì có phải là bị sót, bị sai trường hợp này không? Chúng ta chạy lại trường hợp ha. Thì thêm phòng ban số 5. Đó là thêm phòng ban số 6. Bắt đầu giao tác điều viên trai có lỗi thì để vào cát thì chọn theo thì nhấn lên sẽ nằm kết quả trong trường hợp này trong bảng điều bảo mật nó cũng chỉ vẫn chỉ có 5 dòng, có nghĩa là bất kỳ cái lỗi nào, bất kỳ cái ngoại lệ nào mà xảy ra trong khối chai thì ngay liền lập tức nó đã chuyển điều khiển qua khối cát rồi. Và trong khối cát hợp ta làm nó tắt rollback. Vì vậy là khi mà ta thêm cái phòng ban số 5 là nó đã gây lỗi rồi. Và khi gây lỗi thì nó nhảy lên vào trong một khối cát rollback lên. Rồi tóm lại, có phải là xử lý lỗi cũng như là xử lý lỗi và để bảo đảm giao tác mà ta dùng chai cát thì rõ ràng là nó hiệu quả. Nó dễ hơn là cái cách thức làm ta dùng error. Cái phần có liên quan đến xử lý lỗi bằng chai cát còn có điểm là chưa rõ không em? Hello. Thầy nói lại lần nữa đi thầy. Phần có liên quan đến chai cát hay phần nào em? Phần chai cát này nè thầy. Chai cát này thì hình dung cái lập luận logic nhỉ. Chúng ta đặt những cái phần lạnh vào trong khối chai. Như vậy là nếu như mà tất cả mọi lệnh này thành công, nghĩa là không có sinh lỗi, không có sinh ngoại lệ, thì nó bỏ qua khối cát. Còn nếu như là chỉ cần bất kỳ một cái lệnh nào mà sinh lỗi hay là sinh ngoại lệ, bất kỳ lệnh nào ha, sinh ra lỗi hay sinh ngoại ra ngoại lệ thì ngay liền lập tức nó chuyển điều khiển là tới khối cát.
Do vậy đơn giản không phải là trong khối trai, chứ mà thực thi những cái công việc cần thiết. Công việc nhất, công việc thứ hai, công việc thứ ba, công việc thứ N. Không có lỗi thì ta làm, ta tăng tầng commit. Đúng không? Còn nếu là có lỗi có nghĩa là có ngoại lệ xảy ra, thì ngay liền lập tức nó đã chuyển sang khối cát này. Vì vậy là khi mà chuyển sang khối cát ấy, thì để bảo đảm giao tác thì ta chỉ cần làm tức là ta gì rollback. Cho mình ta xét hai ví dụ ha. Ví dụ đầu ta đặt trong một khối trai hai lệnh, thêm lệnh nhất phòng ban 6, thêm phòng ban 6 lệnh 2, thì chắc chắn là cái lệnh thứ hai này là sinh lỗi trùng khóa. Và khi mà là sinh lỗi trùng khóa thì lên lập tức nó chuyển điều khiển tới khối cát thì làm được tất rollback. Do vậy là nếu như là trong cái bảng điểm bảng băng chỉ có 5 dòng, thì khi chúng ta thực thi cái đoạn lệnh này thì cuối cùng trong bảng điểm bảng băng nó cũng chỉ có 5 dòng. Chúng ta test ra trường hợp 2 thì so với là cái cách thức lúc trước là nếu mà ta xử lý lỗi mà bằng error. Error thì nó chỉ cho biết là trạng thái của cái lệnh thực thi sau cùng là có lỗi hay không có lỗi. Bởi vậy là nếu như muốn xử lý lỗi bằng error thì lại phải mất công cái sau mỗi một lệnh. Sau mỗi một lệnh thì tức là phải kiểm tra error lại. Còn nếu là sau một lệnh mà ta không kiểm tra error thì có phải ta bỏ sót trường hợp giống vừa rồi không? Cho mình ta ra chạy lại thì thêm hai cái phòng ban số 5 và phòng ban số 6. Thì ngay khi mà thêm phòng ban số 5 á, trong bảng điểm bảng ban thì hiện tại là đã có phòng ban số 5 này, thì có phải là ngay liền lập tức là đã sinh lỗi rồi không? Và khi mà sinh lỗi thì liền lập tức là chuyển điều khiển vào trong khối cát là đã rollback rồi, nghĩa là đâu có chờ tới là phải thực thi hết. Vì vậy là trong trường hợp này cuối cùng thì bảng đi bằng băng của chúng ta cũng chỉ có đọc. Rồi tóm lại có phải là chúng ta muốn xử lý lỗi ấy, thì có hai cách, hoặc là chúng ta xử lý là cứ mỗi lần một lệnh thì ta phải đi kiểm tra error lần là một cách. Cái cách thứ hai là chúng ta xử lý bằng chai cát, thì nhìn lại có phải là xử lý lỗi bằng chai cát có phải là nó hiệu quả hơn, nó dễ hơn là so với là làm theo cách truyền thống như đúng như trong xây không? Còn có điểm nào chưa rõ không em? Hello. Dạ được rồi thầy. Thì cái phần lý thuyết ngày hôm nay thì dừng đây không? Còn cái phần mà để cài đặt trigger nó là gì thì sang cái buổi tới sau khi mà chúng ta hoàn tất cái phần bài practical exam ấy, thì thầy quay lại thầy giảng tiếp cái phần trigger sau. Phần thời gian cuối thì nhắc nhanh nhanh thầy. Hôm qua thầy có gửi gửi một email, lớp có nhận được không em? Dạ có thầy. Dạ có thầy ơi. Thì để chuẩn bị cho cái phần có liên quan tới thứ tư tới thì chúng ta sẽ thi practical exam, và thứ sáu thì chúng ta sẽ chấm bài. Chấm bài thì lớp nào học lớp nào thì thầy chấm vào giờ của lớp đó luôn. Thì đầu tiên là để chuẩn bị cho cái phần chấm bài ấy, thì thầy có đặt lên trên Google Drive ấy, cái folder là nó có một software là TeamViewer bọc cho bồ. Các em download hay nén về rồi các em xả nén ra ha. Xả nén ra thì kết quả chúng ta sẽ có cái software, chúng ta sẽ có cái software như này, có software TeamViewer như này. Chúng ta chạy cái file như ra thì sẽ có cái màn hình TeamViewer như này. TeamViewer thì chắc có thể là có nhiều bạn dùng này. Còn nếu mà em nào mà chưa dùng thì nói cái ý tưởng này.
nhanh hơn. Tức là cho phép chúng ta dùng cái phần mềm này để chúng ta có thể là chúng ta quan sát và điều khiển một máy khác. Rồi vậy là bây giờ muốn là quan sát, muốn điều khiển được cái máy ở phía bên kia thì cần phải cung cấp hai cái. Cái thứ nhất là ID và cái hai là bắt buộc. Cái mỗi một lần mà chúng ta chạy cái bản TeamViewer này ấy, thì do là cái bản miễn phí. Thật ra là mỗi một lần chạy ấy, thì có thể là cái ID này nó khác, cái bắt buộc khác. Vì vậy, vậy là tới cái thời điểm khi mà trước giờ chấm bài ấy, trước giờ chấm bài hôm thứ 6 ấy, thì các em mới chạy cái phần mềm TeamViewer này. Và chạy xong ấy, thì nhớ là đừng tắt đi. Tại vì là khi mà tắt đi ấy, thì có thể là cái ID, cái bắt buộc nó sẽ cung cấp khác. Sau khi là chạy xong phần mềm TeamViewer thì bước kế các em vào bên trong cái file Google Sheet thì chia sẻ rồi ấy, thì tạo sẵn cái danh sách lớp. Các em điền vào hai thông tin là cái ID đi kèm theo bắt buộc. Điền hai cái ID bắt buộc. Còn tên thầy nó luôn, tức là chấm bài ấy, thì thầy sẽ chấm theo cái trật tự danh sách lớp. Nghĩa là cái người nào mà số 1 thì chấm trước, người số 2, số 3. Như vậy là thầy phải biết được là cái ID của cái người đó là gì, đi kèm theo bắt buộc là gì. Đó. Cái lưu ý thứ hai là có liên quan tới bài tới thứ tư này, chúng ta làm bài record exam. Thì để làm record exam á, thì nhớ là cái giờ học của chúng ta chính xác giờ là 12:30. Bởi vậy là khi mà làm các cái exam thì cái giờ bắt đầu tính giờ cũng là 12:30. Và thầy có tạo sẵn cái folder chia sẻ. Thì buổi ngày buổi thứ tư tới khi làm bài các cái exam thì các em chỉ cần truy xuất vào trong folder này. Cứ yên tâm tí, chừng mà trước hôm trước cái giờ thi thì thầy gửi email thì báo rõ trở lại cái đường link, chỉ cần là đi vào bên trong thì thầy để sẵn đề và làm xong thì cũng là submit vào bên trong folder này. Cái phần có liên quan đến việc là chuẩn bị cái môi trường để chấm bài record exam cũng như là chấm bài SMN có liên quan đến TeamViewer thì còn có chỗ nào chưa rõ không em? Thầy, em có sẵn bản TeamViewer 15 á, thì có cần phải cài nữa không thầy? Theo thầy nghĩ tốt nhất là như nào? Bởi vì có thể là nhiều khi là không chắc là tương thích. Đó là ha. Không chắc là, tức là nếu mà hai cái bản nó tương thích thì không vấn đề gì đó. Thì chỉ sợ nhiều khi là nếu mà hai cái bản nó không tương thích á, thì có thể là nhiều khi thầy không connect được. Thật ra là tốt nhất thầy cứ chỉ cần là đem em download rồi về mà check cái thầy. Cái bản này là bản bọc demo, thật ra là không cần phải cài. Đó là nhá. Cái bản này là bản bọc demo thì các em chỉ cần là download file nén về. Sau khi download file nén xong thì em check ra thầy. Thì chúng ta sẽ có folder như này. Ha. Còn em nào còn có cái câu hỏi nào khác không? Còn có thắc mắc nào không? Bài assignment á thì đương nhiên là làm nhóm. Đó là ha. Bài assignment thì là làm nhóm. Nhưng mà là để chấm bài á thì đương nhiên là thế nào các bạn cũng phải là tập hợp kết quả của các bạn vào trong một file. Bởi vì là khi mà chấm bài bài assignment thì thầy dùng cả hai cái, có thể là thầy vừa dùng TeamViewer thì cũng có thể là thầy mở một cái một cái room ở trên Google Meeting để cho trường hợp là mỗi một nhóm có thể các em không có đâu có cho phép là tập trung một chỗ. Thành ra là thông qua Google Meeting thì các em vẫn có thể là những người cùng một nhóm cho vào bên trong group đó để chấm bài. Còn câu hỏi nào khác nữa em? Vậy tức là bài assignment là đại diện một người thôi đúng không thầy? Không phải là đại diện một người, tức là bài assignment ấy, thì có phải là kết quả cuối cùng thế nào các em cũng phải gom lại thành một file không? Được rồi.
Thì thành ra là khi mà chấm thì thầy sẽ chấm ở trên cái file mà các em đã gom lại rồi nha. Và đương nhiên là chấm là chỉ là chấm ở trên một máy thôi, chứ không phải là đại diện một người đứng ra để chấm bài, chấm trên một máy thôi. Bởi vì là những cái người khác mà trong cùng một nhóm thì vẫn phải join vào bên trong group đó.